Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023, từ nhà của Quang trường và Lê Lê ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả hôm nọ, vợ chồng chúng tôi có dịp đến Đài Tiếng Nói Việt Nam, thăm anh Hoàng Hướng và được anh Hoàng Hướng phỏng vấn một số chuyện một trong những đề tài mà anh hoàng hướng nêu ra đó là ngoại giao giữa việt nam và nước mỹ ngày càng kháng khít thì trong những năm qua phát triển kinh tế của việt nam và mỹ như thế nào song thương giữa việt nam và mỹ như thế nào rồi ngoại trưởng anthony blinken của mỹ gặp cỡ ngoại trưởng của việt nam ông bùi thanh sơn vào tuần trước lại tuyên bố đó là ủng hộ Việt Nam về việc chống khủng bố ở tại Đắk Lắk. Như thế có nghĩa là làm sao? Rồi tôi có nói luôn đó là hơn thế nữa, Nữ Bộ trưởng Bộ Tài Chánh của Mỹ là bà Janet Yellen khi đến Việt Nam vào ngày 20 cho tới ngày 21 tháng 7 lại tuyên bố rất rõ ràng đó là Việt Nam là một trung cường quốc tới năm 2045 định hướng của Việt Nam với sự phát triển như vậy thì Việt Nam là một trong những ước mơ là sự thành tựu là một trong những trung cường quốc có thể đứng hàng một trong những top 10. Đây không phải là lời của những người chống cộng cực đoan nói hoặc là những lời như bản thân tôi nói. Mà những lời đó lại là những cán bộ cao cấp của chính phủ Mỹ như bà nữ bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen và ngoại trưởng Anthony Blinken. Như thế thì có nghĩa là gì? Tôi có trả lời phỏng vấn rồi, nhưng hôm nay cũng có một vài người gửi tin nhắn cho tôi nói rằng là anh Hùng xin cho một ý kiến về vấn đề mà ngoại trưởng Anthony Blinken ủng hộ Việt Nam chống khủng bố Đắk Lắc là làm sao? Thưa quý khán giả, bây giờ trước khi mà có câu trả lời đó thì tôi muốn nói về câu chuyện của Đồng Tâm một chút xíu. Chắc quý khán giả cũng còn nhớ cách đây mấy năm khi mà vụ Đồng Tâm xảy ra, ông Lê Đình Kình là một quan tham thời thập niên 1980 ông ấy làm bí thư xã rồi chủ tịch xã. Ông ấy đã bán đất sân bay Miếu Môn cho một số người. Khi ấy là ông bán cho sáu người rồi ông đút tiền bỏ túi. Sáu người đó sau đó mới phân ra thành ra bây giờ là 14 hộ. Tới thời điểm năm 2020 thì gia đình ông Lê Đình Cảnh Bà con anh ông Lê Đình Kình không có một mét nào ở tại sân bay Miếu Môn. Nhưng ông Lê Đình Kình lại phất cờ mở ngoặt và đóng ngoặt là yêu cầu là đất sân bay Miếu Môn là của người dân đồng tâm để cho người dân đồng tâm quyết định. Chúng ta nhớ khi ấy chính quyền từ ở thành phố Hà Nội cũng xuống đã điều đình và cắt nghĩa cũng như là đưa rất là nhiều chứng cứ. Sân bay Miếu Môn là của chính phủ là của bộ quốc phòng đất của bộ quốc phòng thì phải để cho bộ quốc phòng quyết định bây giờ bộ quốc phòng thu hồi lại để làm một số việc họ nói là ô thu hồi lại để mà làm việc mà gọi là chơi để việc theo làm những việc dân sự làm sao chúng ta biết được đó là việc dân sự hay là việc quốc phòng những tinh hoa về vấn đề công nghệ mới thì sao nhưng ông lê đình kình và những người ủng hộ ông thành lập nhóm gọi là tổ đồng thuận nhất định là không để cho chính phủ thu hồi lại đất đó do rằng nhà nước đã đền bù lại 14 căn hộ ở nơi đó trước đây đó là đất của chính phủ nhưng bây giờ vẫn đền bù một cách thỏa đáng thì ông Lê Đình Kình cũng không chịu tổ đồng thuận của ông đã hù dọa những người nhận tiền để mà rời khỏi đất đó vì ông cho rằng phải bám đất đó và la làng lên họ là dân oan. Rồi khi mà Bộ Quốc phòng cho người ra xây dựng hàng rào, thì họ lại tới họ phá hàng rào. Rồi khi mà công an tới để mà truy lùng tội phạm, thì họ bỏ chạy về nhà ông Lê Đình Kỳnh. Thế rồi ba công an tiến vào nhà ông Lê Đình Kỳnh, thì ông Lê Đình Kỳnh đã gài một cái bẫy, đó là cái giếng Diễn đó rớt xuống bà công an và ông cùng với con cháu của ông lấy xăng vất xuống và châm lửa đốt thiêu bà cộng an một cách rất là tức tưởi. Khi ấy, nhà nước đã lên tiếng về vấn đề này. Rõ ràng, ông Lê Đình Kình và những người trong tổ đồng thuận là những người khủng bố. Và ông Lê Đình Kình khi mà người ta tiến vào phòng ngủ của ông thì ông tính lấy lũ đạn Ông quăng đến bộ công an, những người công an Và một công an đã bắn ông một phát ngay đầu Thế là ông tử vong Ở hải ngoại Họ la lên rằng cụ Lê Đình Kình bị sát hại Cụ chết vì chính nghĩa, cụ gì đủ thứ hết là dân oan Rồi họ kiện cáo lên trên bộ ngoại giao của nước Mỹ, làm như bộ ngoại giao nước Mỹ là có quyền lên trên luật pháp của Việt Nam, họ có quyền ngồi chồm hổm lên trên luật pháp Việt Nam. Khi ấy chúng ta nhớ là đại sứ của Mỹ ở tại Hà Nội là ông Christian ông đã tứ người đến tận xã Đồng Tâm và họ trở về họ nói rằng là việc làm này là việc làm sai trái của một quan chức xưa. Ông Christian và đại sứ của Mỹ không nói gì hết. Họ thinh lặng thời kỳ đó. Ý là nhà nước của chúng ta là đúng. Nhưng mà những người ở hải ngoại, họ tổ chức những buổi lễ cầu siêu cho ông Lê Đình Kình và họ làm rầm lên chuyện này từ BBC, BBC War, RFA, RFI vân vân làm dữ dội lắm. Đến độ Bộ Ngoại giao qua cơ quan nhân quyền theo dõi nhân quyền. Human Rights Watch họ nói rằng là cho Việt Nam đàn áp những người muốn có đất, cướp đất của họ. Thế là việc mà gọi là ông Lê Đình Cần và Tổ Đồng Thuận khủng bố các chiến sĩ công an, giết chết ba chiến sĩ công an coi như là đối với nước Mỹ. Đó là chuyện mà chính công an Việt Nam có lỗi. Lạ thế đó. Đó là chuyện cách đây mấy năm, Thế bây giờ chuyện bây giờ đó Thì chúng ta thấy là ở Đắk Lắc đó, Những người Dân tộc ở nơi đó Họ Đã tấn công vào Hai trụ sở của Xã Ia Tiêu và xã Ia Cơ Giết chết bốn công an Hai lãnh đạo và ba người dân thường Rất nhanh chóng Việt Nam đã Bắt giữ tất cả những người đó Trọn gói trọn bây giờ là trọn gói rồi thế nhưng mà ở bên mỹ thì những người như là mục sư ihinye những người ở trong các dân tộc đề ga họ tổ chức cuộc biểu tình ở tại quốc hội của mỹ họ dơ cao bản đó là, là tây nguyên là của người đề ga và chúng ta thấy là phối hợp như thế đó thì tôi đã nói rồi giọng nói đó đó là giọng nói của nguyễn đình thắng ở trên đài voa tiếng việt Gồm có những người mà người ta có thể nhận diện ra được Đó là Boat People SOS Nguyễn Đình Thắng Gồm có Mục Sư Nguyễn Công Chính Cái gọi là liên minh gì đó các sắc tộc và tự do tôn giáo Đây là một hình thức ủng hộ cho những người sắc tộc đòi độc lập Đòi độc lập ở tại Tây Nguyên Chứ không phải là đòi một số quyền tự trị của một số dân tộc nào đó Mà đòi độc lập Đòi thành lập một nhà nước độc lập rồi những người chống cộng cực đoan như đảng Việt Tân cũng đứng ủng hộ trong chuyện này muốn xé thịt mẹ Việt Nam ra để cắt một mảnh đất ở Tây Nguyên cho người đề ra độc lập bình thường đó như trường hợp cách đây mấy năm thôi thì Mỹ giàu không có ủng hộ nhà nước Việt Nam đi thì họ cũng không có phản ứng mà gọi là chống đối những người đòi độc lập như thế. Nhưng năm nay tại sao đã ngoại trưởng của Mỹ ông Anthony Blinken lại đứng về phía nhà nước Việt Nam, ủng hộ cho nhà nước Việt Nam gọi những người đó là những người khủng bố? Tại sao lại như thế? thì chúng ta phải hiểu một chút xíu về vấn đề đơn đảng và đa đảng chút. Và sự phát triển của đơn đảng kỳ này ở Việt Nam rất là tốt về vấn đề chính trị lẫn về vấn đề kinh tế về vấn đề đa đảng thì mỹ là cơ chế đa đảng mỹ là lưỡng đảng đúng hơn còn việt nam là thể chế theo đơn đảng đơn đảng thì có những ưu điểm và khuyết điểm của đơn đảng và mỹ theo thể chế lưỡng đảng thì có những ưu điểm và khuyết điểm nhưng không thể nào mà mang những tư duy nhân quyền gì đó của đa đảng để áp dụng cho đơn đảng và ngược lại cũng không mang những tư duy của đơn đảng về nhân quyền gì đó cho đá đảng tôi nói thí dụ ở trong việt nam này đó không có mang tự do súng ống bực mình gì đi nữa đó thì giỏi lắm là có dao có búa là cùng thì hạn chế những cái việc mà xả súng bừa bãi và giết người vô tội vạ không có quyền mang súng ống một cách tự do xả súng bừa bãi không có nghĩa là mất nhân quyền nhưng đó là nhân quyền theo kiểu của việt nam rất trân trọng và rất có ý nghĩa việt nam quan niệm tự do nhân quyền của mình không có nghĩa là mình lấn sang tự do nhân quyền của người khác mình theo tín ngưỡng của mình không có nghĩa là mình chà đạp tín ngưỡng của người khác đó là quan niệm của việt nam và tôi có lẽ trong máu của tôi là máu người việt máu máu đỏ da vàng tôi lại thích kiểu này trong khi đó ở bên nước Mỹ họ cho rằng là tu chính án thứ hai của họ tôn trọng quyền tự do mang súng và họ nói rằng là những gì đó mà hạn chế lên trên quyền tự do mang súng là mất nhân quyền nên chúng ta thấy cảnh nó gọi là chứ tự do mang súng ống xả súng bừa bãi mỗi một năm như thế là có 365 ngày thì nguyên năm nay thôi là đã hơn 500 vụ, hơn 500 vụ rồi. Xả súng bừa bãi, giết người hàng loạt. Năm nay thôi thống kê cũng đã thấy rằng là chết không biết bao nhiêu ngàn người rồi vì vấn đề gọi là tự do mang súng ống như thế. Nhưng mà chính phủ Mỹ lại cho đó là nhân quyền. Việt Nam không thể nào chấp nhận quan điểm nhân quyền đó. Nhưng nếu nói mang quan điểm của Việt Nam nhân quyền của đơn đảng này về nó là nước Mỹ phải làm theo chúng tôi thì mới có nhân quyền thì Mỹ không chịu. Còn ngược lại bây giờ Mỹ lại mang những cái quan niệm nhân quyền quái gỡ của Mỹ rồi áp dụng lên trên Việt Nam thì ai mà chịu? Năm 2008, Mỹ và Việt Nam ký một văn bản công nhận nhau là đối tác toàn diện. Mỹ hứa là không can thiệp vào nội trị của Việt Nam không can thiệp vào chính trị của Việt Nam và Việt Nam cũng hứa là không can thiệp vào nội trị của Mỹ cũng không dính líu gì cái gọi là mở ngoặt và đóng ngoặt nhân quyền kiểu của Việt Nam để đưa vô Mỹ từ đó đến nay là đã 15 năm rồi nhưng mà Mỹ nghĩ rằng Mỹ là một cường quốc về kinh tế lẫn về chính trị nên chúng ta thấy từ năm 2008 đến nay nhất là tới năm 2020, Mỹ một hình thức nào đó vẫn qua cái góc gọi là nhân quyền để đòi xen vào nội trị của Việt Nam. Như là chúng ta thấy cảnh ông Lê Đình Kính. Đó. Tuy nhiên sau năm 2020 và sau đại dịch Covid-19, Mỹ đã lộ ra nhiều sự khó khăn. Covid-19 đã làm cho nước Mỹ cạn kiệt nhiều vấn đề và mỹ cứ phải liên tục nâng mức nợ trần lên mỹ không còn là một siêu cường số một như họ nghĩ nữa họ phải nói là có nhiều sự mâu thuẫn nội bộ và những gì đó đã lộ ra đến độ mà chúng ta thấy là khi vừa rồi nâng mức nợ trần lên thì không có vay được tiền phải cố gắng mà chạy sang bên trung quốc nữ bộ trưởng bộ tài chánh của mỹ bà Janet Yellen gặp phó thủ tướng của Trung Quốc lo về vấn đề tài chính bà bắt tay giống như là lạy lục vậy rồi bà qua bên phía Ấn Độ cũng hình thức như thế bây giờ đó là những cường quốc khác nổi lên như Trung Quốc như Ấn Độ như là nga như là Brazil thì Mỹ thấy rằng là chứ Mỹ bây giờ cần phải có những liên minh mà những liên minh đó là những trung cường quốc như Việt Nam nên nữ bộ trưởng bộ tài chính của Mỹ bà Janet Yellen khi qua Hà Nội. Bà đã khen ngợi Việt Nam hết mình. Và cách khéo léo của bà thì bà nhắc nhở là giữa Việt Nam và Mỹ năm ngoái đó là về vấn đề song thương thôi đã lên tới 138 tỷ mỹ kim mà phía trên lịch là phía Việt Nam hưởng lợi, Việt Nam có 120 coi như 121 tỷ Mỹ Kim Còn Mỹ chỉ có 17 tỷ Mỹ Kim Mỹ thiệt hại vô cùng Và bà nói rằng là chứ Ô trong ngân sách của Việt Nam Bây giờ thẳng dư quá nhiều Cả hàng trăm tỷ Còn trong khi đó nước Mỹ đó, Ngân sách đó, thì chúng ta thấy đó Nợ lên tới ba mươi mấy nghìn tỷ Thì bà nói khéo léo French Shore Tức là những người bạn gì đó Giống như bên bờ biển đó, Thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau Mượn tiền Mượn tiền Việt Nam và thấy rằng là Việt Nam gặp Covid-19 vẫn phát triển được. Con số Việt Nam phát triển là tới 6.5 thì phải. Thì bà nói rằng là chứ như thế cái đà tiến triển này tới năm 2045 Việt Nam có thể là một cường quốc rồi. Phải liên minh thôi. Nếu mà muốn Việt Nam có một cái sự gì đó tương tác mạnh hơn với nước Mỹ thì nước Mỹ phải tôn trọng thể chế của Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ngoại trưởng của Mỹ, ông Anthony Blinken phải xuống nước. Và ông thấy rằng là cha à, cái đám Dega đòi độc lập, đòi gì đó ở trên Tây Nguyên là không có được. Vì nếu mà ủng hộ cho họ đó thì Việt Nam cũng có thể nói là Việt Nam ủng hộ cho Navajo Nation này, ủng hộ cho Muscogee nè, ủng hộ cho gì đó những cái sắc tộc ở tại nước Mỹ độc lập thì sao? Nên thấy rằng là điều này á, tốt nhất là phải dẹp yên những người khủng bố đó bởi vậy nên ngoại trưởng anthony blinken của mỹ mới nói với ngoại trưởng của việt nam ông bùi thanh sơn ở tại jakarta đó đó là nhóm khủng bố chúng tôi ủng hộ nhà nước việt nam không có ủng hộ cho những người khủng bố không ủng hộ cho một nhà nước độc lập ở trong nước việt nam được chỉ có một nhà nước mà thôi còn ai đó mà đòi độc lập là không có được Tôi cũng đã làm nhiều chương trình về vấn đề này rồi. Nước nào cũng có những sắc tộc cả. Họ là những đóa hoa trong vụt vườn hoa. Nhưng mà đòi biến họ trở thành một vườn hoa riêng biệt là không có được. Chúng ta tôn trọng quyền tự trị của họ về vấn đề văn hóa, về vấn đề tín ngưỡng, về vấn đề ngôn ngữ. Và phải phối hợp với nhau để cùng phát triển. Đó là hòa hợp dân tộc. Nói như thế thì quý vị thấy rằng là nghị quyết 36 rất quan trọng. Nghị quyết 36 không những là hòa hợp trong và ngoài nước, hòa hợp các tôn giáo, nhưng còn là hòa hợp các dân tộc với nhau. Chứ không thể nào mà đòi đứng ra độc lập để rồi đối đầu lại với nhà nước Việt Nam như vừa rồi là dùng bạo lực thì đó là khủng bố. Và Ngoại trưởng Anthony Blinken của Mỹ gọi đây là khủng bố, không ủng hộ. Thì chúng ta thấy rằng là nước Mỹ dần dần đang gọi là phải tương nhượng với nước Việt Nam vì việt nam đang đứng được trên hai chân của mình có sức mạnh và mỹ thấy rằng là nếu mà không cộng tác không phối hợp thì mỹ dần dần sẽ mất quyền lợi thật sự như thế người việt nam rất khéo léo thông minh cần cù người việt nam trong tương lai họ nghĩ rằng là đất nước việt nam mình là nơi có thể đặt những nhà máy về công nghệ để thay thế cho những nhà máy công nghệ ở ấn độ ở tại trung quốc thì phải khéo léo với Việt Nam, phải tôn trọng thể chế của Việt Nam là thể chế đơn giản. Còn mà cứ đòi dùng cái gọi là nhân quyền, như là bây giờ là ông mục sư Ihinye đó kêu gọi ở tại Washington DC vào ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua đó, nói rằng là chúng tôi những người dân tộc bị áp bức không có nhân quyền đó là phịa. Họ có nhân quyền nhưng họ đòi độc lập cơ. Họ đòi đó là những cái gì đó họ muốn tách ra và không đồng ý với họ là họ gọi là họ bị đàn áp về nhân quyền. Đừng dùng chiêu bài nhân quyền cho ổ này nữa. Thưa quý khán thính giả, tôi xin trả lời như thế. Và những bạn của tôi hỏi tôi, mong anh Hùng có một gì đó nói cho rõ trên kênh, hơi dài dòng một chút xíu. Thì đây là câu trả lời của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.